Cùng với hệ thống camera giám sát giao thông, các xã, phường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đều lắp đặt nhiều camera công cộng. Hệ thống này mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh thu thập trích xuất từ hệ thống camera an ninh của phường và camera của các gia đình ở phường Bạch Sam. Nhờ đó, công an phường sớm tìm ra nhóm đối tượng trộm cắp xe đạp điện xảy ra tại tổ dân phố Ngo vào trưa ngày 18 tháng 8. Đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc được công an và chính quyền phường phát hiện xử lý thông qua hệ thống camera. Từ năm 2019, phường Bạch Sam lắp đặt 22 mắt camera công cộng tại các vị trí ngã ba đường, tuyến giao thông, các tổ dân phố có đông người qua lại, khu chợ. Tất cả các camera này đều truyền tín hiệu về trụ sở công an phường và kết nối với điện thoại di động của các cán bộ chiến sĩ. Qua hệ thống camera này thì công an phường đã rà soát, truy tìm ra nhiều đối tượng trộm cắp tài sản. Đặc biệt là cái vụ án gần đây nhất là ba thanh niên ăn trộm xe đạp điện của tổ dân phố Ngo. Qua cái hệ thống này thì cũng làm tốt công tác răn đe và hạn chế các đối tượng vi phạm pháp luật. Không chỉ ở các khu công cộng tập trung đông người, tại những xóm nhỏ, tuyến đường trục chính, khu dân cư trên địa bàn thị xã Mỹ Hào cũng được lắp đặt camera. Nhờ đó đã phát hiện ngăn chặn được tình trạng thanh niên tụ tập gây mất an ninh trật tự và xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Tôi hoàn toàn ủng hộ và cũng là mong muốn là sẽ lắp được thêm nhiều điểm cam hơn nữa để quan sát và giám sát được nhiều cái địa điểm hơn nữa để đảm bảo cho an ninh của địa phương và nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào hiện có 22 mắt camera được lắp đặt theo đề án đô thị thông minh ở phường Bạch Sam và xã Nhân Dục, 39 camera giao thông và gần 500 mắt camera được các địa phương và người dân lắp đặt. Qua hệ thống này, từ đầu năm đến nay, công an thị xã đã truy xuất, làm rõ, ngăn chặn hàng chục vụ việc, điển hình như hai vụ trộm cắp tài sản ở Bạch Sam ngày 10 tháng 6 và ngày 18 tháng 8. Gần đây nhất là vụ cướp xảy ra ngày 19 tháng 8 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân. Lắp đặt hệ thống camera có giá trị rất lớn trong việc truy vết, khoanh vùng và vây bắt. Ngoài ra thì cái hệ thống camera ấy, nó có tác dụng phòng ngừa. Khi các đối tượng có ý định thực hiện vi phạm tội mà khi nhìn thấy camera thì gần như là cũng có cái thái độ là sẽ giảm xuống. Trong quá trình khi chúng tôi đi truy vết các đối tượng qua hệ thống camera ấy, thì hệ thống camera của người dân là góp phần rất tốt trong cái việc là truy vết đấy. Thì cũng đề nghị của chúng nhân dân là có điều kiện lắp thì cũng nên lắp để thứ nhất là phòng ngừa cho gia đình. Cái thứ hai nữa là cũng là để phục vụ khi mà có vụ việc xảy ra thì chúng tôi sẽ xuống phối hợp. Với địa phương đông cư dân ở trọ, có công nghiệp dịch vụ phát triển như Mỹ Hào thì việc lắp đặt hệ thống camera nhằm hỗ trợ công tác quản lý đảm bảo an ninh an toàn là rất cần thiết, nhất là trong lộ trình tiến tới xây dựng đô thị thông minh.